Bị cô ơi vô đây cô. Thôi sao mà có dịch cái không ai đi hết trơn mày. Không thấy ai đi chợ luôn á. Hồi trước mày đi gì đâu phải không? Lúc này là mình trước thì người ta đi. Ở đây dép nữa nè. Hồi nãy mình đi ngang đây rồi phải không? Dép tôi không? Phải rồi. Tôi nhớ quầy dép gọi ghen mà. Nghe đồ quá trời. 70.000 hả? Nè, ví quá trời luôn thấy không? Nội ngoại gì cũng có hết. Ôi nè bánh nè bánh. Chả bá lửa nè cu. Sao em thấy giá anh chị? Oxy oxy đó. Ở màu vàng nè trời ơi. Phải nãy mình qua mình phải nãy mình mua cái này là được rồi. Nãy mua cái xanh rồi. Phong thủy của mày phải không? Chú. Thôi mình mua cái xanh rồi thì thôi. Mấy cái áo thôi. Mới vòng vòng chợ nè. Cái gì? Rồi đi sao nữa? Hôm nay giờ bọc bọc qua lại đi đây này qua đây nè. Bọc nó gặp mấy mẹ con mà đó nữa con mệt á. Hỏi hoài kêu hoài cũng con mệt á. Hay là không lấy đi này liên lạc nữa hay là sao đi đi cô mày dẫn đường ta đi tao đi đây cơm điện nữa là thấy không nhập quá đơn sáu mươi nghìn nè 60 đi hết ai có hết ai nợ ai nghe qua ngân hậu là dép đây